Quên đâu rồi? Hả? Quên đâu đây? Đây thì Thấm mày làm đây nha. Chưa rồi, đi rồi, nhanh đi. Quân đâu rồi nhỉ? Mua trái cây để về thăm mẹ Lan anh này nha. Mua trái cây để về. Quân đâu rồi? Hả? Quân đâu? Quân đây đâu này? Quân đi đâu rồi? Hả? Quân đâu rồi? Hả mày? Đứng. Quân đâu? Quân đâu? À. Quân đâu? Ôi giời. Trời ơi, quần rơi đấy à? Nào. Trời ơi, quần. Quần đâu nó mắc ở đây? Vứt rồi, rồi. Đây nào. Nào. Xuống đây, bế nào. Xuống đây. Theo cao điện nào. Quần để mắc chiếc đọt cây này á. Ừ. Sao vậy? Ở nhà trèo cây phá. Ừ. Để bà mua trái cây về. Đi thăm mẹ Lan Anh đây. Ừ. Mẹ Lan Anh vừa mới xuất hiện về. Ở nhà mình đi thăm nhá. Nhá. Nhà nó gì mà cái quần áo tuần này à. Rồi. Mày đem nào.
nhá. Thôi tên nữa. Này thì thấm mày nào đây nhá. Ừ, đồ ăn này thấy cây thật đi. Thấm mày nào đây. Còn đi ngồi đây, đi ngồi đây để bà đây, bà đây lấy thấy cây. Đi ngồi đây bà cái thằng. Nha, ngồi đây. Để thấm mày nào đây nhá. Tí là gặp mày là này nhá. Đây là. Đây là đây là bên đó bên đó bên đó. Rồi, rồi, giờ đi gặp mày là này. Nhớ mày là này. Rất là vui mừng khi nhận được tin mẹ Lan Anh đã khỏi bệnh. Anh là ai của con sang mẹ Lan Anh, hy vọng mẹ Lan Anh sẽ sớm quay lại với BB. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và yêu quý BB. Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc và thành công. Alo. Dạ. Lan Anh à? Vâng. Anh tới cái địa chỉ em gửi cho anh ấy. Anh đến rồi ạ. Có phải cái nhà em có từng gạch với cổng xanh xanh đấy không? Cổng xanh xanh đúng 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 ạ. Thế em mở cửa cho anh ngay, anh Baby đang ở đây. Vâng đi, chờ em xí em ra nhé. Rồi, mở cửa anh cho phải không? Đi à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi nhà chị không? Đi vào nhà. Đi vào nhà. Chưa. Ừ, rồi. Rồi, anh khỏe hơn nhiều rồi anh ạ. Mới chút cây. Em về nhà uống nữa. Em đỡ hẳn chưa? Em đã khỏe hơn nhiều rồi. Bây giờ dạo này ăn thật, ăn uống này. Nghe em rộng nhỉ? Ừ, anh ngồi đây. Anh lấy ghế cho Vi ạ. Làm đi, đi sang đây rồi. Đây đi. Cái cổ định nhà. Đi đắp vừa cái cao này. Này đi. Đấy. Đấy, Vivi thì thành ra đến đây chơi. Đi chỗ đấy hả? Đấy. Cô ra nhà đòi đi hả? Ở nào đi. À ra đây. Ừ. Đây chị bé này. Đây rồi, rồi, mặt Vivi. Vườn rộng nhiều cây nhỉ? Thế nhỉ? Cái ừ. Nhà đấy đó. Ừ, đây sao mẹ bé à? Này, đây nước đi à. Khát nước không? Lên nước nha. Ngày kia là em đến rồi. Ừ. Đó thì cứ khỏe hẳn đấy nhá. Ừ. Chơi với Bi. Chào em. Đây. Sang đây hả? Ngồi đây. Thế hả? Bi. Nắm tay hả? Chị khỏi rồi Bi ạ. Đây chị sắp đến chơi với Bi rồi. Khỏi rồi đi. Mẹ à? Hả? Hả? Sao? Sao? Khỏi rồi. Sao vậy? Khỏi rồi, khỏi rồi. Hết ho rồi. Rồi, mẹ đành rồi. Hết ho rồi. Sao vậy? Hả? Sao là Bi? Sao? Sao vậy? Hả? Nhìn đi. Hả? Chưa lấy trái cây kia ăn nhé. Em mang trái cây vào rửa cho đi ăn. Đúng. Cảm ơn đi nhé. Cảm ơn Bi nhé. Chờ chị xíu. Mời chờ mày. Là nhà hả? Sao vậy? Sao vậy? Lạ hả? Sao hả? Sao vậy hả? Sao sao nào hả? Mẹ đã đang rửa giấy cây rồi nhé. Rộng nhở cái nhở em ở đây rộng nhở. Thank you.
Nho đi ăn. Ừ. Sáng sáng đi. Tại là nhịp trái nha. Đi lạ nhà này. Hôm nào tôi đi ra này chơi nhé, tham quan nhà nhé. Bia thích nha chị không? Nào đi sang đây chơi. Đi sang đây chơi không? Đi ngay. Đi đâu? Đi cho mẹ à? Em đi này. Nó bị hút ngon hơn. Cái bảo quản. Chào em đi nha. Về nha. Nào. 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 Mẹ tí để về. Ăn mẹ đi. Ăn mẹ đi. Mẹ không? Tám đi sang Bibi nhé. Nhớ Bibi lắm. Thế em nhá, giờ ở nhà điều trị nhá. Anh Bibi sang thăm em tí để về đây. Cảm ơn anh Bibi nhé. Đi về Bibi, đi về. Đi, đưa Bibi ra xe nè. Về nhé. Đưa Bibi ra xe về nhé. Đây này, cây, mấy cây này này. Để cho đi ra đây, cây ấy. Cái bưởi. Ở nhà Bibi cũng có bưởi, ta sang ba về. Về nhé. Về em ấy nhé. Anh Bibi về cẩn thận nhé. Lên xe. Yeah.